Tôi sang chuẩn bị phần làm rau củ quả nhé. Miếng nhỏ như này. Khi cắt cái phần súp lơ trắng này, các bạn để phần cuống nó hơi dài một chút nhé. Nếu các bạn cắt sát đây ấy, tí nữa tất cả cái bông cải nó rụng ra này, nó cứ rụng nát như này là trông không đẹp mắt. Cái món ăn của chúng ta trông không đẹp mắt. Nên các bạn phải để cái phần cuống này nó dài lên một chút. Đó. Cái món dưa góp này thì một số cái thành phần cơ bản thì các bạn có thể phần củ quả nào nó có khi muối lên ấy, khi thì có bạn thích làm cái này bằng dưa chuột. Tôi thì thích làm cái này bằng cái cần tây này. Khi chúng ta làm dưa xong thì cái phần cần này nó rất giòn. Cái phần này phải tỉa hoa một chút cho nó đẹp. Tôi cũng cắt khúc ra như này. Cái phần to nhất của cái củ cà rốt thì tỉa cái hoa hình tròn đi.
bạn đừng cắt cái phần cà rốt nó mỏng quá nhé, cắt vừa phải thôi, nó như thế này. Cắt mỏng quá thì chúng ta ăn nó không có giòn nữa. Bây giờ cái phần này tôi cắt theo hình chữ nhật nhé. Tùy các bạn nào khéo tay hơn nữa thì các bạn kể bên này bên kia. Đó. Cái món ăn này ăn cho những ngày, nhất là những ngày Tết sắp đến rồi các bạn, cho nên chúng ta tỉa hoa cho nó nhìn cái hấp, cho nó hấp dẫn. Đó, cái phần này các bạn cũng cắt độ dày như thế nhá. Đây này, cái phần này tôi tỉa thành hình cái lá ha. Cái phần tỉa hoa này bạn nào mà khéo tay ấy thì tỉa nhiều thành nhiều hình này rất đẹp. Tôi chỉ làm mấy kiểu đơn giản này cho nó nhanh nữa thôi. Đó. Bây giờ chúng ta cắt. Cái này cắt làm 3 ha. Đấy, cái hình hoa nó như thế này. Như vậy. Giờ chúng ta cắt sang phần tỏi. Hôm nay tôi mua cái củ tỏi này to quá, đâm ra một cái tép tỏi nó to đùng này. Một củ tỏi nó đến một lạng ấy. Cái phần tỏi này các bạn tùy các bạn nhé, ăn nhiều ăn ít. Nó to này tôi tỉa hoa được, còn mọi khi là những cái củ tỏi nó nhỏ này, một cái tép tỏi nó chỉ đến này thôi. Hôm nay cái tép tỏi cái củ này tôi mua tủ củ lớn thế này, một tép nó to đùng thế này. Giờ tôi cũng tỉa hoa cho phần tép tỏi nhé, cho cái món ăn của chúng ta cho nó sinh động. Củ nào nó nhỏ quá thì các bạn không cần tỉa hoa nữa. Cái củ này thôi tí tôi sẽ cắt theo cái chiều bổ dọc xuống thế này, cho nên tôi sẽ cắt cái phần hoa ở phía ngang cái chiều dày của củ tỏi này. Trong cái nước chờ đợi nước nguội thì tranh thủ tỉa hoa các bạn nhé, nhiều hình cho nó phong phú. Cái lá cũng đẹp ha. Ok.
khi chúng ta cho củ quả vào keo để làm dưa góp, các bạn phải lưu ý nhé. Và cái phần các cái đồ mà các bạn để làm dưa góp thì chúng ta phải lau thật sạch, lau thật khô nhé, lau khô và để khô rồi lau khô, trước khi làm chúng ta phải lau khô lại một lần nữa nhé. Phần rau củ quả này lúc nãy chúng ta đã chuẩn bị tất cả 5 thứ này, tôi cân lên là được 1 kg các bạn nhé. Hơn một chút cũng được mà kém một chút cũng được, nhưng chỗ này tôi cân là 1 kg này các bạn, cho tất cả 5 thứ này. Tóm lại các bạn chuẩn bị phần củ quả nào thì các bạn cân lên, chỗ này là 1 kg rau củ quả thì tôi cho 750 các cái hỗn hợp như là đường, một bát đường này, một bát giấm, một bát nước. Cái phần này các bạn tùy các bạn trang trí, các bạn xếp như nào cho nó thích, ý thích của mình, nó đẹp. Cái này phần mới này các bạn cho vào lọ thủy tinh là tốt nhất đấy, nó lại vừa hợp, rất là an toàn. Có cái hộp nhựa nào mà sử dụng được nhiều lắm. Thời gian nó còn dài mà đẹp này, các bạn đừng bỏ đi uổng nhé, cho vào đây. Cái nào nó nhỏ quá thì cô, còn các cái phần tỉa này các bạn cho vào đây, cho phần cầm tay chuẩn bị ớt các bạn nhé. Hôm nay tôi chỉ có cái ớt đông lạnh nên là nó trông nó không được đẹp lắm. Đã đông ra cho nó mềm xèo rồi, tôi cho phần cầm tay nhé, chút ớt lên, xen kẽ màu cho đẹp, tí tỏi nữa, đó, phần hoa tỏi, xếp vào đây cho đẹp. Đã xong rồi các bạn, bây giờ tôi đổ nước vào nhé. Các bạn dưới đều lên trên cái mặt các cái phần củ quả này. Không cần cởi ngập ngay đâu các bạn nhé. Nước đã đến 2 phần 3 lọ rồi. Từ giờ đến khoảng 2-3 tiếng nữa là phần củ quả nó ngót xuống và nước nó sẽ tiết ra nước. Và các bạn chỉ cần như này là đủ rồi. Và tôi lấy một cái gì để nèn nó xuống cho nó chặt xuống nhé. Đó. Cái này các bạn không cần phải để lâu vài ngày đâu. Bây giờ muối thì ngày hôm sau các bạn đã ăn được những cái phần như là cà rốt này, cần tây này, hoa súp lơ này. Chứ còn phần hành là nếu mà một ngày chưa ăn được đâu các bạn. Nếu các bạn muốn ăn cái phần hành tím này thì phải 3 ngày mới chua lên được, không ăn ngay là nó hăng thôi. Còn tất cả những phần củ quả khác là sau một ngày các bạn đã ăn được. Các bạn lưu ý nhé, tỷ lệ 1:1 các bạn nhé, một đường này, một nước và một giấm. Lưu ý khi đun sôi là các bạn phải để nguội mới được muối đấy. Bây giờ chúng ta nắp vào chờ đợi thôi, mai ăn nhé. Đó, tôi đã trang trí cái dây này cho đẹp để cho nó không khí ngày Tết các bạn này. Món ăn của chúng ta đã xong rồi các bạn ạ. Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn cái cách làm món dưa góp này. Và đây là lọ dưa góp mà hành muối. Video sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách muối hành, chứ phải làm dưa góp các bạn nhé, đây là muối hành. Chúc các bạn thành công trong món ăn này. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.